quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Ngày 31 tháng 8 thì có bà Vương Kim Thanh ở Mỹ là 24 triệu đồng. Ngày 2 tháng 9 thì có anh Đông ở Hải Dương gửi là 500 ngàn đồng. Và tổng cái số tiền của cháu Lực đang cầm quý của nhà các em là 97 triệu 493 ngàn đồng cô bác. Hôm nay sáng nay nào thì gặp ở cái đoạn nào nó bị chảy ra? Đây à? Đâu? Chỗ này có một chỗ à? Ôi dồi, chỗ này có một chỗ này chảy lên rồi cô bác này. Chắc là nó là do là cùng một cái chỗ nước xa thôi, thành ra là đào này ra là nó bị hở, nó bị chảy ra. Ở đâu nữa? Đây á? Ôi dồi, đây còn đang bị chảy ra nữa này cô bác này. Đây kiểu là nó bị giò thôi chứ chưa phải là chảy đâu. Chảy có tí tí này. Không biết là bây giờ nếu mà tiếp tục đào thì nó sẽ được không? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hôm qua thì cháu Lực cùng với em Sử và em Hải đã kết thúc cái chuyến mà anh em mà đi giá ngoại ngao du về rồi. Hôm qua thì em thử nêu cảm nhận cho anh nghe xem nào, là hôm qua đi chơi như này thì mình có nhận ra được nhiều điều gì không? Có à? Là giúp cho mình cảm thấy là mình tự tin hơn đúng không? Đấy, mỗi lần mà đi ra chỗ đông người thì các em sẽ có một cái bài học riêng. Là bài học lần này giúp các em là sẽ đi ra ngoài là giao tiếp được nhiều người hơn này, đúng không? Và được gặp những cái hoàn cảnh mà cùng chung số phận với mình này, đúng không? Đấy, hôm qua là những cái hoàn cảnh mà đi đấy thì được anh chị Quyền Điển này, anh Trình này chia sẻ lên này, thì cũng đều là có một cái hoàn cảnh như em này. Đó, có người thì hôm qua thì em ra đấy thì em nhớ nhất là bạn nào? Có nhớ không? Có à? Qua ra đấy thì có chụp được cho mình những cái tấm ảnh nào để làm kỷ niệm không? Không. Không chụp á? Qua không chụp ảnh à? Thế tí thì tí anh gửi cho. Anh hôm qua có mấy tấm ảnh của các em. Đấy. Hôm qua đi chơi những trò chơi thì có vui không? Đó. Những cái trò đu quay này đã chơi rồi chưa? Chưa. Chưa à? Hôm nay thì cháu Lực lên thì có nhận được một cái tin là phải nói là khá là đáng buồn cô bác. Cái phần nền nhà của các em đấy. Sáng hôm nay thì bà con vẫn ra hộ đào à? Đào một lúc thì bà con lại đi về à? Hôm nay thì em Sử có điện cho cháu Lực cô bác là đào cái phần nền nhà, nhưng mà gặp phải là cái nguồn nước nó bị chảy ra này. Nguồn nước này thì không phải là chảy thường xuyên đâu, mà chỉ trong độ là tầm 3 tháng đây nó mới chảy thôi. Đến là tháng 10 thì nó lại hết rồi. Thành ra là hôm nay mới phải là tạm dừng cái việc mà đào nền lại rồi. Chứ không hôm nay thì đào thì cũng đã gần xong rồi đấy nhở. Đấy, hôm nọ thì đào được có một hôm thôi cô bác. Thì cũng đã được gần gọi là một nửa rồi. Hôm nay thì sáng nay thì có đào được một chút ở phần bên kia này. Xong thì gặp cái nguồn nước ở đây này cô bác này, nó bị rò rỉ ra bên kia này. Thành ra là quyết định là sẽ không có đào thêm nữa. Em Sử thì cũng có sợ là nếu mà đào xong rồi, sau này mà không làm được nhà thì mình phải đi trả công người ta rất là nhiều. Thành ra là cháu Lực bảo với em bảo thế thôi, để từ từ đào, để anh tính xem như thế nào đã. Rồi thì sẽ lên lên rồi bảo các em là tiếp tục đào tiếp. Và qua đây thì quý cô bác anh chị thì có thể là cho cháu Lực xin một cái ý kiến là bây giờ nó bị cái nguồn nước này này cô bác này, nó bị chảy ra này, không biết là có nên là tiếp tục đào cái phần nền này nữa hay không. Hôm nay sáng nay đào thì gặp ở cái đoạn nào nó bị chảy ra? Đây à?
Đâu? Chỗ này có một chỗ à? Ừ. Chỗ này có một chỗ này chảy lên rồi cô bác này. Chắc là nó là do là cùng một cái chỗ nước san thôi, thành ra là đào này ra là nó bị hở, nó bị chảy ra. Ở đâu nữa? Đây á. Ôi rồi. Đây còn đang bị chảy ra nữa này cô bác này. Đây kiểu là nó bị giò thôi chứ chưa phải là chảy đâu. Chảy có tí tí này. Không biết là bây giờ nếu mà tiếp tục đào thì nó sẽ được không? Thế sáng nay đào như thế này xong thì bà con lại đi về à? Vâng. Là em bảo bà con đi về hay là như nào? Em bảo à? Vâng. Đây thì em còn đã hỏi ông chưa? Vâng. Hỏi rồi à? Vâng. Bây giờ thì cho Lưng không biết là phải xử lý như thế nào đâu cô bác. Không biết là bây giờ nếu mà tiếp tục đào, không biết là bây giờ nếu mà tiếp tục đào cái phần nền này xong thì có làm được cái nền nhà không. Cháu Lực cũng đưa ra ý kiến bảo là nếu mà bây giờ đào thì sau này ở đằng sau kia sẽ làm một cái khe, một cái rãnh mà cho nước nó chảy ra. Chỉ sợ là đào là nó chảy khắp nơi thôi, nó không có chảy một chỗ ra. Nước này thì đến mùa này thì nó mới chảy nhiều đúng không? Đến qua tháng 10 nó lại không chảy nữa à? Vâng. Thế độ đó bây giờ thì tầm tháng 9 rồi. Nó chỉ có 2 tháng thôi. Hôm nay thì bà con là gia hộ, sáng nay thì gia hộ đông người không? Có. Tầm bao nhiêu người? Mười mấy người. Mười mấy người à? Đào được một ít thì gặp cái chỗ này à? Thế cái còn cái phần bên này thì còn cái phần bên này thì gặp lâu chưa? À là sáng nay cũng mới gặp à? À. Ở chỗ này có không nhỉ? Ở đây cũng bị à? Ở đâu? Đây là không bị đâu phải không? À chỗ này là bị giò từ trên kia sang đúng không? Đó là cái từ cái mạch này ra này cô bác này. Chắc là theo cháu Lực nghĩ là sẽ thẳng từ kia xa. Đấy, bây giờ mà sẽ đào thấp xuống thì liệu là nó có làm được cái phần rãnh không? Cái đáng lẽ ra là hôm nay nếu mà không có cái sự việc này xảy ra thì sẽ đào đến tận kia luôn rồi này các bác này. Đến tận kia luôn thì cũng đã gần xong cái nền của nhà các em rồi. Bây giờ thì cái phần đào thì cũng rơi đâu đó thì gần hơn 3 mét một tí rồi. Chỗ này là từ đâu ra đấy? Ở đây cũng chảy một chỗ à? Hôm nay thì cháu Lực muốn là lên và thông báo cho tất cả quý cô bác là không biết là cái phần nền nhà của em Sử thì đào thì đang gặp một chút cái vấn đề mà khó khăn. Cái này thì khó khăn này thì cũng bây giờ thì các em Sử bây giờ thì cũng phải là nói đáng là lo cô bác. Bây giờ sợ mà đào mà nó thành rồi thì sau này sợ là không có làm nhà được đúng không? Vâng. Đấy, không có làm nhà được thì phải là đi em Sử bảo đi giả công rất là nhiều. Anh như ở dưới xuôi kia thì có thể là gặp những cái chỗ nước ấy cô bác thì người ta dùng cái cây tre để nén xuống thì không biết là cái chỗ phần đất này thì liệu mà đào gặp nước như này thì có dùng cây tre để mà nén xuống được không. Bên này thì đào đến tận đến kia rồi, gần chạm đến cái chỗ mà hôm nọ cháu Lực chỉ các em rồi. Hôm nọ thì đang đào cái cục đá này thì gặp phải cái chỗ này là bị chảy ra này. Thế xong thì hôm qua sáng nay thì đào đến phần chỗ này rồi thì gặp đá. Trưa hôm nay thì mưa đúng không? Trưa hôm nay trên này mưa à? Vâng. Cộng thêm là cái trưa hôm nay này mưa nữa. Bây giờ thì thời tiết là đang chuẩn bị vào mùa thu rồi các bác. Trời se se lạnh một chút.
Ý của ông thì ông có bảo gì không? Ông bảo là ở đây có đủ không? Ở đây có đủ không á? Cái phần này thì bây giờ thì cái góc mình phải làm kè này. Chỗ này này, cái chỗ này phần này, cái phần bên này là cái đất mượn của nó. Đấy, cái phần bên này này là cái đất mượn cho nên là nó sẽ không có được chắc chắn. Bây giờ thì về thì cháu Lực sẽ hỏi thêm những ý kiến của các anh mà làm thợ xây hay là một số cô bác ở trên này mà biết về cái trường hợp này. Nếu mà tiếp tục mà đào được cái phần nền này nữa, tiếp tục mà đào được phần nền này thì cháu Lực sẽ tiến hành là tiếp tục mà đào. Còn nếu như bây giờ mà được rất là nhiều quý cô bác nói là sau này sẽ sợ bị sạt lở, sạt hay là như nào nó, thì sạt lở thì chắc chắn là không có đâu, nhưng mà chỉ sợ là nó bị lún xuống thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà hôm qua thì sáng nay lúc mà lên thì cháu Lực cũng có hỏi về các anh thợ xây rồi, và các anh cũng có bảo với cháu Lực là cái gặp cái nguồn nước chảy như này thì không có sao, thì mình có thể là dùng những cái cây cột tre này, cái cây cọc tre này là mình đóng xuống, và nếu mà mình đào thêm nữa đến tận kia mình gặp đấy, đến tận kia mình gặp thì sau này mình sẽ làm một cái rãnh xung quanh nhà luôn. Đấy, bây giờ thì anh nghĩ là nếu mà đào thấp xuống thì mình sẽ gặp một cái mạch mà nó chảy chung ra với nhau ấy. Đấy, bây giờ thì có thể là đào như này thì nó có bị chảy ra vài chỗ. Bây giờ thì hiện tại là gặp hai chỗ đúng không? Ba chỗ. Gặp ba chỗ à? Ông thì có ở nhà không? Có. Ông nào ở nhà dưới à? Hải thì đi học về rồi chứ Hải? Về rồi. Về rồi à? Nãy em đi đón Hải không? Có. Có à, đi đón em Hải về à? Bây giờ nếu mà cái chỗ phần này này cô bác này, nếu mà làm được cái kè, làm được kè lên này, làm được kè lên cao thì chỗ này thì vừa đủ để làm nhà rồi. Và ở trên kia thì có thể là mình làm một cái khe, một cái rãnh nước này là chạy xung quanh nhà luôn. Anh em mình đi ra góc bên kia xem nào. Anh đi ra quay cho tất cả quý cô bác là cùng biết nào. Cái chỗ này thì bị chảy một chỗ này thôi à? Cái chỗ này thì liệu không biết là đào ở chỗ kia ra đến này một đến nhà nữa thì liệu là có nó có bị chảy không? Cháu Lực tính thì ở chỗ này thì sau này sẽ là đủ để làm hai cái ngôi nhà để cho em Hải với em Sử là hai anh em ở gần nhau luôn. Nguồn này thì bị chảy từ hôm nọ đúng không? Nguồn này thì như là nguồn to nhất này. Hôm qua thì định tính là đào đến tận đây luôn rồi cô bác. Đào đến tận cái chỗ mà tay cháu Lực đang chỉ này. Đào đến ra bên kia này. Đào cái phần nền của nhà em Sử thì phải nói là được bà con ai ai ra hộ giúp đỡ rất là nhiệt tình. Đào rất là nhanh luôn. Nhưng mà hôm nay lại gặp cái trường hợp mà bị gặp đào trúng mạch nước. Cái này thì nó không phải là một cái mạch nước gì đâu. Này thì nó là một cái khe nước mà nó bị dò từ cái nguồn bên này ra này. Chứ không ở bên này thì nó sẽ không có chảy nước ra được. Bây giờ nếu mà chỗ này mà không có làm được nữa thì phải nói là thật sự lại rất là khó rồi cô bác ạ. Chỗ này thì vừa đang là tiện là nó có sóng điện thoại này, xong lại tiện là gần cái chỗ nhà của các em ở dưới kia nữa. Bây giờ mà không biết là mình đào xuống cái này thì liệu nó có chảy từ ra bên này nữa không nhỉ? Chắc là có à? Nếu mà mình đào ở đây mà nó không chảy ra ở kia nữa, nó chảy ra ở đây thì tốt này.
Xong là xung quanh nhà thì mình sẽ làm bằng cái rãnh hết. Đấy, cho nước nó chảy dần xuống cái kia luôn. Ở dưới cục đá này là chảy, ở dưới kia là chảy nhiều nhất à? Ở dưới kia thì sẽ chảy nhiều nhất này, còn ở đây thì đang chảy ít hơn này. Bây giờ thì em xử cũng đang rất là khó nghĩ luôn các bác ạ. Cái phần này thì em ấy cũng đã rất là thích rồi. Nhưng mà không may là đang đào dở thì gặp những cái nguồn nước mà nó bị chảy, nó bị hở ra. Đang nghe ra là hôm nọ là nó bị chảy ở bên kia này. Nhưng mà cái nguồn nước này nó không có chảy được quanh năm đâu, mà chỉ chảy được độ là 3 tháng quay đầu thôi. Hải đi đâu ấy? Hả? Đi lên xem các anh à? Ông thì có ở nhà không? Không ở á? Ông đi đâu rồi? Đi cắt cỏ à? Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Hải không lạnh à, mặc thêm áo khoác vào. Về nhà mặc áo khoác vào nhá. Anh về anh hỏi thêm là các anh thợ mà các anh gặp những trường hợp này thì xem là có làm được nhà nó không nhá. Đấy, nếu mà làm được thì mình sẽ tiếp tục đào. Anh sẽ tiếp tục đào. Và đào thì sau này cái phần nền móng ấy thì mình sẽ làm mà nó kiên cố và chắc chắn hơn. Như là cái trường hợp mà gặp đào phải nước này thì cháu Lực cũng có hỏi qua người ta rồi, và người ta cũng có bảo cháu Lực là trước khi mình làm thì mình sẽ dùng cái cây tre này để mình nén xuống để làm cọc cho nó. Không biết là bây giờ mình mà đào thêm thì liệu mà nó có gặp phải cái mạch mà nó ra chung không nhỉ? Bây giờ thì hai anh em đều là không ai biết trước cái đào phần nền này xong thì cái nguồn nước này nó sẽ chảy ra hướng nào. Ở đây thì hôm nay cháu Lực ghi hình lên thì cháu Lực xin những cái ý kiến của quý ông bà cô chú anh chị đã là những cái người mà đi trước biết rất là nhiều, thì có thể là điện cho cháu Lực và cho cháu Lực xin một cái ý kiến để mà chính xác hơn. Bây giờ thì anh em mình đi về đi, anh em mình đi về một chút, anh cũng thông qua quý của nhà các em một thêm một chút nữa. Đi Hải ơi, về đi. Bây giờ nếu mà làm kè mà từ bên kia sang thì chỗ này sẽ đủ một cái nền nhà luôn. Nhưng mà nó là không phải cái đất cứng của nó, cho nên là cháu Lực không có muốn chút nào. Cháu Lực chỉ muốn là sau này nếu mà làm phần kè của nó thì làm ra cái phần hành lang ở bên ngoài mình trồng thêm một chút cây cảnh nữa thì nó sẽ hợp hơn. Hải thì nãy học đến mấy giờ thì nghỉ đấy Hải? Hai giờ
chiều. Học đến 3 giờ chiều là nghỉ à? Vâng. Và anh Sử đi đón à? Cái nguồn nước kia thì nó cũng không phải là chảy quanh năm, nó chỉ là chảy độ tầm 3 đến 1 tháng thôi là nó cũng đã dừng rồi và không có chảy thêm nữa. Thì bây giờ thì cháu Lực cũng đang lo lắng và các em cũng đang lo lắng là sợ làm mà sau này nó bị lún xuống ấy cô bác. Thì thành ra là cháu Lực muốn lên đây ghi hình cái đoạn này lại cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng cho cháu Lực xin một cái ý kiến. Ở đây thì có rất là nhiều quý cô bác đã là những người mà từng trải mà biết rất là nhiều điều rồi, cho nên là có thể là chỉ dạy cho cháu Lực với. Cái bóng đèn năng lượng này có sáng không? Có. Có à? Mọi cái vẫn lên tốt đúng không? Ông thì lên là ông đang đi lấy cỏ mất rồi cô bác ạ. À. Không có gặp ông. Ông này đi lấy cỏ đến tầm mấy giờ về? Không biết rồi. Không biết rồi à? Ông mà không có điện thoại để mà gọi nữa đúng không? Thì chỗ này thì chắc chỗ ông đi lấy cỏ thì chắc không có mạng đâu má, không có sóng đâu má. Không biết. Không biết rồi à? Hôm nay thì có vẻ nhìn vào khuôn mặt của Sử thì hơi buồn đấy nhở. Đấy, gặp phải những cái chuyện như thế thì buồn đúng không? Hôm qua thì Hải đi xuống huyện cùng anh và đi chơi gặp các bạn thì có cảm giác như nào? Vui ạ. Vui à? Vâng. Hôm qua thì được chơi rất là nhiều trò đúng không? Vâng. Về nhà thì hôm qua thì có đi chụp ảnh không? Có. Có à? Vâng. Hai anh em là chụp cùng ảnh à? Vâng. À, thế vừa rồi Sử nói dối anh, nó bảo là không có chụp. Hải cầm điện thoại Hải chụp à? Hôm qua thì lúc mà lên cầu thì anh cũng có chụp được thêm vài tấm ảnh nữa. Một tí lấy không anh gửi cho. Tí nữa anh gửi cho nhá. Đấy. Hôm nay thì anh lên, anh cũng có nhận được thêm một cái khoản là quý làm nhà của các em nữa. Khoản này thì rất là lớn luôn đấy. Vâng. Ở đây thì khoản này thì bà Vương Kim Thanh là gửi cho các em. Vâng. Các em còn nhớ là bà Vương Kim Thanh là mua tách này, mua đèn năng lượng cho mình không? Có. Đó, bà thì có gửi tiền cho mình để làm quý làm nhà rất là nhiều đấy. Vâng. Bà thì hình như là gửi vào hai khoản đấy. Vâng. Đó. À, bây giờ thì cháu Lực xin được phép là thông qua cái tiền quý làm nhà của các em thêm một lần nữa cô bác nhé. Vừa rồi thì cháu Lực có nhận được thêm một số khoản của một số quý ông bà, cô chú anh chị gửi thêm cho cháu Lực nữa. Và cháu Lực muốn lên là thông báo cho các em biết về thêm là cái số tiền quý làm nhà của các em hiện tại là cháu Lực đang cầm và đang giữ của các em là bao nhiêu cô bác nhá. Ông thì đang đi lấy cỏ rồi cô bác, không có ở nhà để mà nghe cháu Lực đọc cái phần tiền quý làm nhà của các em. Nhưng mà cái này thì một tí nữa ông về cháu Lực sẽ lại tiếp tục nói cho ông nghe, và em Hải và em Sử sẽ lại chịu trách nhiệm là nói cho ông nghe thêm ông một lần nữa. Ông thì không biết nói tiếng Kinh, chỉ biết nói nghe tiếng Nùng một chút thôi, cho nên là cháu Lực biết nói tiếng Nùng thì cháu Lực sẽ nói cho ông nghe. Còn là bây giờ thì cho cháu Lực, còn bây giờ thì cho cháu Lực xin được phép là thông qua cái tiền quý làm nhà của các em thêm một lần nữa. Ở đây thì vừa rồi thì cháu Lực có nhận được thêm hai khoản nữa của bà Phương Kim Thanh ở Mỹ gửi cho, và anh Đông ở Hải Dương có gửi thêm nữa. Thì bây giờ cháu Lực xin được phép là đọc toàn bộ cái danh sách mà từ đầu tiên mà đến cuối luôn. Ở đây thì cháu Lực cũng có đọc tiền quý nhà các em thì rơi vào tầm là 2 lần hay sao đúng không? Vâng. Đấy, lần này là lần thứ 3 rồi. Đấy, ở đây thì ngày mùng 7 tháng 7. Ở đây thì có một số cô bác thì sẽ gửi vào 2 lần. Gửi lần 1 thì cháu Lực sẽ ghi là bao nhiêu bao nhiêu, và gửi thêm lần thứ 2 thì cháu Lực sẽ ghi là bao nhiêu cô bác nhé.
ngày 7 tháng 8 thì có chị Nguyễn Thị Quế, chị ở Thanh Hóa, có gửi cho cháu Lực là 300 ngàn và cho cháu Lực là 100 ngàn. Ngày 7 tháng 8 thì có bà Lương Thị Hợi, bà ở Đống Đa, Hà Nội, có gửi cho là 400 ngàn. Ngày 10 tháng 7 có bác Kim Hoàng, bác ở Mỹ, có gửi cho là 11.750.000. Ngày 10 tháng 7 có bác giấu tên, bác có gửi cho là 300 ngàn và cho cháu Lực đổ xăng là 100 ngàn. Ngày 11 tháng 7 thì có bà An Phạm, bà ở Mỹ, có gửi là 4.600.000. Ngày 28 tháng 7 thì có cô Lý Thị Nhung, có gửi là 500 ngàn. Ngày 10 tháng 8 thì có bà Duyên ở Úc, có gửi là 1 triệu đồng. Ngày 17 tháng 8 thì có bà Phương Kim Thanh ở Mỹ, gửi là 4.670.000. Ngày 19 tháng 8 thì có bà Bảy ở Đồng Nai, có gửi là 500 ngàn. Ngày 23 tháng 8 thì có bà Xuân Vũ ở Úc, bà có gửi là 5 triệu. Ngày 23 tháng 8 thì có bà An Phạm ở Mỹ là gửi là 1.775.000. Ngày 25 tháng 8 thì có bác Cindy Lê ở Mỹ là 10 triệu đồng. Ngày 29 tháng 8 thì có bác Phạm Thị Tốt gửi 1 triệu đồng. Ngày 29 tháng 8 thì có bác Lê Đi Vũ ở Mỹ là 1.198.000. Ngày 30 tháng 8 thì có bác Trần Thị Tuyên ở Mỹ là gửi 11.750.000. Ngày 30 tháng 8 thì có anh Trần Thanh ở Mỹ là 11.750.000. Ngày 30 tháng 8 thì có bà Dương Mỹ Dung ở Mỹ là 4.700.000 đồng. Ngày 30 tháng 8 thì có cô Minh là 2 triệu đồng. Ngày 31 tháng 8 thì có bà Vương Kim Thanh ở Mỹ là 24 triệu đồng. Ngày 2 tháng 9 thì có anh Đông ở Hải Dương gửi là 500.000 đồng. Và tổng cái số tiền của cháu Lực đang cầm quý của nhà các em là 97.493.000 đồng cô bác. Và hôm nọ thì cháu Lực phần đào nền thì cháu Lực cũng đã chi một số khoản thôi. Cái phần chi tiêu này thì bao giờ mà làm hết hoàn thành làm nhà của các em thì cháu Lực sẽ kê khai ra sau cô bác nhé. Ở đây thì có bác, ở đây thì có bà Vương Kim Thanh này, có bà An Phạm này thì gửi hai lần. Bà Vương Kim Thanh thì lần đầu gửi cho cháu Lực là 4.670.000 đồng. Và lần thứ hai thì gửi cho cháu Lực là 24 triệu đồng. Bà thì gửi gần 28.670.000 đồng. Đó. Đây thì bà có bà An Phạm thì cũng gửi cho cháu Lực là hai lần cô bác. Bà An Phạm thì hầu như là tháng nào cũng đều gửi tiền cho các em để làm, để tiền sinh hoạt hàng ngày và mua thực phẩm hàng ngày của các em cô bác. Đấy, cái số tiền mà hiện tại cháu Lực đang cầm quý làm nhà của các em thì rất là lớn cô bác, hẳn tận là 97.493.000. Sư đi biết 97 triệu không? Có. Có à? Hải đi biết 97 triệu không? Có à? Có à? Vâng. Đấy, nếu mà không biết thì anh sẽ tương đương bằng bao nhiêu con bò, bao nhiêu con trâu đấy nhá. Vâng. Và cái số tiền kênh của bạn Trình thì cầm cũng rơi hơn là 90 triệu đồng. Thì hai kênh bây giờ cũng gần là hơn là 180 triệu đồng rồi cô bác. Thì để làm cất cho các em một cái ngôi nhà như này thì cháu Lực nghĩ là sẽ còn chưa có đủ. Nó lúc mà làm nhà như này thì sẽ phát sinh ra rất là nhiều những cái khoản mà chi phí thêm. Thì cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú anh chị là dành tới cho ba ông cháu, để cho ba ông cháu được cất cho mình lại một cái ngôi nhà mới và ngôi nhà khang trang hơn, ngôi nhà ấm cúng hơn. Đó. Và trong thời gian tới thì sẽ có một cái ngôi nhà mới thì có vui không? Có. Đấy, có thể nói là một ngôi nhà là đẹp nhất bản ở đây luôn đấy nhá. Vâng. Ở đây thì hầu như là chưa có ngôi nhà nào mà có nhà vệ sinh đâu nhỉ? Vâng. Đó, cái ngôi nhà này thì sẽ gồm nhà vệ sinh này, nhà bếp này, phòng ngủ này,
Đấy, trong cái đầy đủ mọi cái cho các em là dùng luôn. Vâng. Đủ ba ông cháu ở trong đấy là rất là ấm cúng luôn. Vâng. Đấy. Và anh cũng nói thêm cho các em thêm một lần nữa. Đấy. Và ở đây thì cái ngôi nhà mà làm cái này thì không chỉ dành riêng cho Hải hay là cho Sử đâu nhá. Vâng. Đấy, không chỉ dành riêng cho ông đâu mà là dành riêng cho cả ba ông cháu nhá. Vâng. Đấy. Sau này mà các em mà lớn lên rồi, lấy vợ lấy chồng rồi thì hai anh em đi ra ngoài làm và có tiền rồi thì hai anh em sẽ góp nhau để làm thêm một cái ngôi nhà mới nữa nhá. Vâng. Đấy, để hai anh em ở gần nhau. Vâng. Đấy, còn về cái phần nền nhà bên trên thì cô bác thì cháu Lực cũng đặt tính rồi là nếu mà làm cho các em một cái ngôi nhà đấy xong thì vẫn còn dư ra để sau này là thực hiện thêm một cái ngôi nhà mới nữa. Nhưng mà do là sáng nay là có đào cái phần nền nhà của bác gặp phải cái mạch nước mà nó là bị dò ra thôi. Cái mạch nước đấy là bị dò ra chứ không phải là gặp trúng cái mạch của nó. Nếu mà gặp trúng cái mạch của nó thì lại rất là đơn giản, thì mình lại xử lý là mình sẽ xây một cái luống. Đấy, mình sẽ xây một cái luống thì nước sẽ chảy theo cái khe đấy. Mà ở đây thì đào thì gọi là nó ra hẳn ba nơi đúng không? Vâng. Đấy, cái đấy là mình đào, gọi là mình chưa đào đến mạch của nó. Vâng. Cái mạch nước này thì chỉ chảy được có 3 tháng thôi, nó sẽ không có chảy thêm nữa. Đấy, và qua đây thì cháu Lực cũng xin tất cả quý ý kiến của quý ông bà cô chú anh chị ở trên này. Quý ông bà cô chú ở trên này thì đã là những người mà đã từng trải qua rất là nhiều những câu chuyện rồi, và có thể là đúc kết được cho bản thân mình một cái suy nghĩ mà gọi là rất là chắc chắn. Cháu Lực thì năm nay khi cũng còn khá là trẻ thôi, cũng mới bước vào cái con đường mà thiện nguyện đấy cô bác, thì có những sai sót gì còn thiếu sót thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ nhắc nhở cho cháu Lực thêm. Và tất cả những ý kiến của quý ông bà cô chú đóng góp ở trên kênh hay là gọi điện cho cháu Lực thì cháu Lực đều ghi nhận hết để đúc kết lại thì cháu Lực sẽ nhận được là những cái để đúc kết lại thì cháu Lực sẽ hiểu được thêm nhiều điều hơn, và để cho cái bản thân của mình biết thêm rất là nhiều thứ để hoàn thiện cái bản thân mình cho nó tốt hơn và đi thực hiện những cái chương trình khác thì nó sẽ không có gặp những cái trở ngại hay là khó khăn gì cô bác. Xin được mong tất cả quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Và một số ý kiến mà tiêu cực ở trên kênh thì đấy là những cái động lực để cháu Lực được phát triển ở cái chỗ đấy. Thực sự ra để mà nói là những cái điều mà cháu Lực làm thì nó hoàn toàn là chưa có được được gọi là chính xác 100% cả cô bác. Nhưng mà nếu mà đi làm về cái phần đi làm mà phần về cái tài chính ấy thì cháu Lực sẽ cái điều đấy thì cháu Lực sẽ cân nhắc rất là nhiều, phải là thật chính xác thì cháu Lực mới dám nói ra cái điều đấy cô bác. Tại vì là bây giờ cái phần tiền ở trên cái phần mà tiền mà không có được công khai hay minh bạch gì thì cháu Lực làm cái gì nó cũng rất là khó khăn cô bác. Không có được sự tin tưởng của quý ông bà cô chú anh chị thì đi làm những cái chương trình thiện nguyện như này thì không có ai gửi cái lòng tin để mà mình đi trao cho những hoàn cảnh đó cô bác. Gọi là chỉ cháu Lực chia sẻ lên trên kênh và được quý cô bác theo dõi thì mới biết đến cháu Lực và mới biết đến những hoàn cảnh còn đang khó khăn. Im đấy. Im đấy. Và ở đây thì cho cháu Lực xin gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em, đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để đi tới những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này nữa. Và cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới quý ông bà cô chú anh chị gửi những tấm lòng vàng cho ba ông cháu rất là nhiều. Xin được cảm ơn quý ông bà, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị có một cái sức khỏe thật là khỏe, có một cái sức khỏe
có và cũng xin được chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hải với Sử thì gửi một lời cảm ơn tới các ông các bà mà đã gửi cho mình tiền quý để làm nhà nhé. Vâng. Sử, Hải nói trước đi. Con cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền cho con để con làm một ngôi nhà để ở. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Như em Hải thì một cái cậu bé mà thiếu cả tình cha, tình mẹ từ rất là sớm và được người ông với người bà là nuôi nấng và lớn lên, trưởng thành như thế, một cái cậu bé mà rất là ngoan ngoãn và học giỏi nữa, không uổng công ông bà đã lo lắng cho em từng cái miếng ăn, miếng cơm hàng ngày luôn. Em Hải thì phải nói là rất là thương người anh của mình, rất là thương anh Sử, cũng biết là anh Sử nhường cái phần học đó cho mình để mình được tiếp tục là bước trên con đường mà học hành của mình nữa. Đấy, cố gắng lên em nhé. Vâng. Sắp có ngôi nhà mới cho ba ông cháu ở thôi. Vâng. Rồi. Như Hải thì có thể nói là chưa bao giờ được gặp bố lần nào đâu nhỉ? Chưa rồi. Chưa bao giờ được gặp bố lần nào. Mẹ thì hôm nọ thì cũng em Hải thì đã được gặp rồi. Nhưng mà em Hải không muốn là đi theo mẹ. Biết là mẹ đã đối xử với mình như thế rồi. Và nên bây giờ em cũng đã biết suy nghĩ rồi. Cũng đã biết chọn cho mình là cái điều nào đúng và cái điều nào sai để đi theo cái hướng đấy cô bác. Còn bây giờ thì em Sử nhé, em Sử thì là một cái người mà phải nói là hy sinh rất là nhiều để cho em Hải được cắp sách tới trường, để cho em Hải là được mặc những cái bộ quần áo mới này, những cái bữa cơm của em Hải đều là do đôi vai, đôi tay của người ông để làm ra. Thôi cô bác ạ. Anh Sử thì phải nói là một người anh rất là thiệt thòi luôn cô bác. Biết tự lập từ rất là sớm, biết đi ra ngoài đi làm về kiếm tiền là đưa cho ông. Em gửi một lời cảm ơn tới quý ông bà nhé. Vâng. Con cảm ơn quý ông bà, cô chú anh chị đã gửi tiền cho ba ông cháu làm nhà. Con chúc quý ông bà thầy nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Bây giờ thì về cái phần nói chuyện của các em, bây giờ thì các em cũng đã tự tin lên rất là nhiều rồi cô bác. Thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị cùng cháu Lực này với lại bạn Trình này chia sẻ các em lên thường xuyên, thường hàng ngày thì cũng được rất là nhiều những ý kiến của các bác gửi tới cho các em. Thì các em cũng dần dần là không có tự ti về cái bản thân mình cho là mấy cô bác. Còn bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sử xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin chào tạm biệt quý ông bà.